Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về đồ video hiệu BO. BO là một hãng chuyên sản xuất các hàng audio chất lượng cao nổi tiếng ở châu Âu. Tuy nhiên, các model đồ video của hãng BO rất hiếm. Đa phần các đồ này được BO thiết kế tại Đan Mạch nhưng được lắp ráp và sản xuất tại Nhật, thậm chí sử dụng toàn linh kiện của Nhật. Cụ thể ở đây đó chính là Hitachi. Đây chính là thiết kế của châu Âu cho nên là size của nó sẽ khác với lại những đồ video ở Nhật. Chẳng hạn như đây chúng ta thấy là size là 54 ha. Nó dài hơn so với những đầu VS của Nhật, chỉ có size 43 mà thôi. Nhìn diện mạo bên ngoài chúng ta thấy là thiết kế này rất mỏng và dài, giống như là những cái đầu DVD vậy. Thiết kế rất ấn tượng. Ở đây tôi có 3 model. Đó chính là VX4000, VX5000 và VX7000. Các đầu này được thiết kế đậm chất high-end, gồm vật liệu là nhựa và nhôm, cùng với lại hai tông màu chủ đạo đó chính là trắng và đen. Bên cạnh đó chính là màu đỏ của đèn hiển thị càng nổi bật lên phong cách sang trọng của máy. Máy trên cùng này đó chính là máy VX4000. Đầu này chạy được hai hệ, đó chính là hệ ban và hệ sét cam. Do là máy châu Âu nên hệ chủ đạo là hệ ban. Đây chính là bên trong của máy. Chúng ta có thể thấy rằng bên trong này mang phong cách của một đầu video Nhật. Do hãng BO này tuy là hãng châu Âu nhưng mà BO này chỉ thiết kế ra mà thôi. Còn việc sử dụng linh kiện, lắp ráp và sản xuất là do Hitachi đảm nhận. Cho nên chúng ta thấy là thiết kế bên trong này rất giống với lại Hitachi. Đặc biệt phần dàn cơ này hoàn toàn giống với dàn cơ của Hitachi, được sản xuất trong thập niên 80. Các máy đời cổ như vậy thường sử dụng nguồn biến áp. Nguồn này rất to, cồng kềnh nhưng rất bền và đáng tin cậy. Về phần mạch xử lý thì sơ đồ nguyên lý là do hãng BO thiết kế, nhưng mà phần gia công và thiết kế PCB là do Hitachi đảm nhận. Máy VX4000 này có phần khối xử lý màu sét cam. Và đầu ở dưới này đó chính là VX5000. Đầu này được thiết kế với màu trắng nhìn rất đẹp. Model VX5000 là một trong những model VFS rất thông dụng ở châu Âu. Máy này chỉ chạy được hệ ban mà thôi. Đây chính là 5 nút vận hành băng cơ bản, bao gồm là hai nút turbo băng, nút stop, nút play và nút eject. Các nút này được thiết kế với chất liệu nhôm. Ở đây có hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng cho headphone. Ở trên dành cho kênh trái và ở dưới dành cho kênh phải. Ở đây có một vài công tắc dùng để chọn lại âm thanh, chọn ngõ vào audio, video in, sụp. Rồi ngoài ra còn có ở nút record, nút HQ off và phím insert, dubbing. Ở đây có hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng. Ở trên là dành cho kênh trái và ở dưới dành cho kênh phải. Đây chính là hai đèn VU dùng để chỉ thị mức audio. Ở đây sử dụng tông màu là màu đỏ. Đây chính là cái jack cắm phía sau của máy. Do là chuẩn châu Âu cho nên là sẽ không dùng AV RCA giống như là ở Nhật. Ở đây sử dụng jack Z-Wrap 20 chân. Chỗ kết nối này trong đây là vừa có audio in out và vừa có video in out. Để kết nối với những TV loại thường thì chúng ta sẽ sử dụng cáp chuyển đổi này. Cáp này sẽ có một đầu là Z-Wrap 20 chân và một đầu chính là ba tín hiệu AV thông thường, đó chính là một video và hai audio. Và ở đây có công tắc dùng để chuyển đổi ha, in hoặc là out. Một số loại jack chuyển thì là nó sẽ cho được chúng ta ba jack in và ba jack out, chúng ta không cần phải chọn công tắc. Ở đây có hai jack anten dùng để kết nối với những chuẩn TV cũ. Ở đây có công tắc màu. Và ở đây có hai biến trở dùng để chỉnh đồng bộ ở chế độ Still và chỉnh đồng bộ cho TV. Và ở dưới cùng này đó chính là đầu VX7000. Model VX7000 này là model cao nhất được thiết kế theo phong cách high-end. Những model nào thuộc dạng dòng high-end, một là thường được thiết kế rất cầu kỳ phức tạp, hai là được thiết kế rất đơn giản. Đầu VX7000 này thuộc dạng là hàng high-end được thiết kế đơn giản. Mặt ngoài của máy chỉ có đúng hai nút vận hành, đó chính là nút play và nút eject. Nút play này vừa là nút dùng để phát băng, vừa là nút nguồn. Và nút eject này đó chính là nút stop và lấy băng ra. Cũng giống như hai model kia thì model VX7000 này chạy được hệ chủ đạo đó chính là hệ ban. Ngoài ra nó còn có thể chạy được hệ NTSC 443. Về cơ bản thì đầu VX7000 này cũng sử dụng
chuẩn Giraffe 20 chân cho AV in-out. Ngoài ra, phần video in này có hỗ trợ thêm RCA, bao gồm là video và hai kênh audio. Và phần output này sẽ cho ra chúng ta là hai jack audio hoa sen RCA dùng để cắm vào âm ly. Ở máy VX7000 này, phía sau sẽ có công tắc dùng để chọn hệ màu, hệ band hoặc là hệ NT443. Ngoài ra ở đây còn có một biến trở dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng, âm lượng audio, và biến trở này là được đặt ở phía sau chứ không để ở phía trước. Đầu VX7000 này có một điều bất tiện, đó chính là nếu chúng ta muốn sử dụng full chức năng thì phải được dùng chung với lại remote điều khiển Beo 4. Còn nếu như không có remote điều khiển này thì chúng ta rất khó vận hành máy, chúng ta chỉ có thể là phát băng và lấy băng ra mà thôi. Đây chính là một điều bất tiện của model này. Đây chính là nội thất bên trong của máy VX5000. Về cơ bản thì thiết kế của máy này cũng khá giống với lại máy VX4000. Tuy nhiên, tấm mạch phía trên này, tấm mạch xử lý video được thiết kế màu vàng giống như là phong cách của Hitachi. Máy này cũng sử dụng nguồn biến áp rất to, có công suất lớn. Và đây chính là mạch dùng để chỉnh lương và ổn áp. Đây chính là mạch dùng để điều khiển hiển thị cho phía trước của máy. Và ở đây chỉ sử dụng đèn LED mà thôi, không có phải là dạng VFD giống như là những đầu VX của Nhật. Kể cả đèn VU này cũng là loại đèn LED. Về phần dàn cơ thì là hãng BO này đã làm theo thiết kế của Hitachi. Chúng ta thấy là loại dàn cơ này rất quen thuộc ở những máy Hitachi được sản xuất vào thập niên 80. Tuy nhiên loại này đã có cải tiến. Dàn cơ nguyên bản của Hitachi chỉ có một XL mà thôi, còn ở đây sử dụng đến 2 XL. Phía bên phải này có một bánh răng trung gian dùng để ăn khớp, đẩy kéo hộp băng ra vào. Đây chính là phần hộp băng của Hitachi. Loại hộp băng này ăn khớp thông qua bánh răng trung gian ở mặt dưới. Đây chính là phần trống từ. Trống từ này còn rất mới và tôi đếm trên đây là có tổng cộng là 5 mép từ, bao gồm là một cặp mép hình. Ngoài ra còn có bổ sung mép thứ ba dùng để cải thiện chất lượng ở chế độ Steel và Sharp. Rồi đây sẽ có một cặp mép Hi-Fi. Trống từ còn rất mới. Đây chính là motor plug-in và block plug-in dùng để điều khiển hoạt động của dàn cơ. Về cơ bản chúng ta thấy rằng dàn cơ này còn rất mới. Các chi tiết nhựa này rất sạch. Tấm mặt trên cùng này đó chính là mặt dùng để xử lý video. Và theo phong cách thiết kế là mạch PCB màu vàng của Hitachi. Thường tấm mạch này sẽ là mạch hai lớp. Đây chính là mạch dùng để xử lý video. Trên đây có rất nhiều linh kiện IC và rất nhiều dây. Tất cả các linh kiện trên mạch này đều là linh kiện của Nhật. Chẳng hạn như đây chính là IC Hybrid màu đen nè. IC này của hãng Hitachi sản xuất. Linh kiện trên mạch này rất nhiều. Về lý thuyết mà nói thì mạch xử lý tín hiệu đối với hệ band sẽ phức tạp hơn nhiều so với lại hệ NTSC. Tuy có công suất nhỏ nhưng máy này vẫn trang bị quạt tản nhiệt, tạo điều kiện làm việc tốt cho các linh kiện. Phía dưới đây có hộp dùng để xử lý tín hiệu video kỹ thuật số. Đây cũng chính là tinh hoa của máy này. Bây giờ tôi sẽ tháo hộp này ra xem như thế nào. Đây chính là hộp để xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Theo tôi tra trên sơ đồ nguyên lý thì đây chính là xử lý theo phương pháp component RGB. Cấu trúc trên mạch này cũng khá là phức tạp, vừa có analog và vừa có kỹ thuật số. Về phần kỹ thuật số này thì sẽ có ICV điều khiển là xử lý tín hiệu, rồi sẽ có ADC, DAC, rồi ngoài ra còn có IC RAM nữa. Cấu trúc của hộp này cũng khá là phức tạp. Vào thập niên 80 thì những đầu nào trang bị tính năng kỹ thuật số như vậy là những máy cũng khá đắt tiền. Đây chính là khu vực phía dưới của máy. Bên trái này đó chính là tấm mạch dùng để điều khiển cho toàn hệ thống và điều khiển sạc vôi cho các động cơ. Còn bên phải này đó chính là phần dàn cơ.
Đây chính là mạch điều khiển hệ thống và điều khiển sạc vô. Trên mạch này cũng có cấu trúc khá là phức tạp. Chip bị điều khiển ở đây sử dụng chip của Hitachi thiết kế. Rồi IC sạc vô này cũng là IC của Hitachi. Tấm mạch nhỏ nằm ngang này đó chính là mạch Hi-Fi. IC Hi-Fi ở đây sử dụng là IC BA7720S. Dòng IC này thường sử dụng trong các máy chuyên dụng cho tiếng ra rất hay. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Dàn cơ này có cấu trúc giống với lại dàn cơ của Hitachi. Tuy nhiên ở đây có một cải tiến, đó chính là sử dụng buli to. Đối với dàn cơ nguyên bản của Hitachi, ở đây sử dụng buli nhỏ. Nhược điểm của loại này là nếu như mà Zecora này bị trùng thì là máy này sẽ nuốt băng không được, báo lỗi. Còn loại này thì sử dụng buli to giúp tăng diện tích ma sát giữa buli và Zecora, giúp cho exhaust và nuốt băng khỏe hơn. Ngoài ra đối với dàn cơ BO này thì hệ thống bản năng hộp số đây cũng đã được cải tiến. Dàn cơ này sử dụng một cam màu trắng. Đây chính là phía dưới của motor trống từ. Và ở đây chính là hai bánh răng của hai càng lót đin. Loại dàn cơ này còn rất mới, chúng ta thấy rằng các bánh răng nhựa này hoàn toàn là trắng sọc. Đây chính là mặt điều khiển hiển thị phía trước của máy. Chúng ta thấy là cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ có 4 led bảy đoạn và 3 cái đèn mà thôi. Đèn recording, đèn tạm dừng và đèn timer. Cấu trúc mạch điện của máy này khác với lại máy VX 5000. Đặc biệt là phần xử lý kỹ thuật số này. Và phần xử lý video này họ cũng sử dụng nhiều mạch tích hợp hơn, đơn giản hơn nhiều. Máy này có sử dụng một vài chip của Philips. Cũng giống như máy VX5000 thì máy VX7000 này cũng có quạt tản nhiệt. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Dàn cơ của máy VX7000 này giống với những dàn cơ của những máy S và S đời cao của Hitachi. Trên trống từ này có nhiều mép từ hơn. Ở đây có tổng cộng là 7 mép, bao gồm là một cặp hình SB, một cặp hình EP kỹ xảo, một cặp Hi-Fi và một mép hình dùng để xóa hình thực hiện chức năng chỉnh sửa phim. Ở đây còn có thêm bộ phận dùng để lau từ mỗi lần lót đinh. Đây chính là hai riêu cuốn băng và hệ thống bánh răng Hitler. Ở đây sử dụng bánh răng nhỏ giúp chuyển động mượt mà và êm ái. Đây chính là khối lót đinh. Khối này đã có cải tiến, ở đây sử dụng đến hai cam, cam màu hồng và cam màu xám. Đây chính là phía dưới của máy. Khối điều khiển hệ thống đã được cải tiến và sử dụng chip tích hợp. Đây chính là IC dùng để xử lý âm thanh Hi-Fi. Ở đây sử dụng chip XRA7703K. Chip này thường dùng trong các đầu chuyên dụng. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Dàn cơ này đã có một vài thay đổi ở cấp tăng và buli. Để đáp ứng được nhiều chức năng, dàn cơ này sẽ sử dụng hai cam, đó chính là cam màu xám và cam màu hồng. Bây giờ chúng ta sẽ test máy VX5000. Do máy hệ ban cho nên ở đây tôi sẽ sử dụng băng hệ ban. Băng hệ ban ở Việt Nam chủ yếu là băng tư liệu cũ. Dụng bột khô. Cho nên trong khi khuấy như vậy chúng ta sẽ đợi cho bột nở khoảng từ 15 đến 20 phút. Tôi sẽ chuẩn bị phần nhân. Phần nhân bánh cuốn chúng ta sẽ sử dụng thịt nạc. Nếu các bạn thích ăn có một chút xíu mỡ, các bạn có thể sử dụng thịt nạc dăm và chúng ta cắt hột lựu. Hình ảnh này ban cũng khá là tốt ha. Mặc dù băng này là tư liệu cũ rồi, có cách đây cũng khá lâu nhưng mà Trước chất hết lượng chúng cũng ta rất tốt. cắt mỏng. Về lý thuyết mà nói thì là hệ ban này sẽ cho màu tốt hơn là hệ NTSC. Nấm mèo Ở và đây hành có đồng tây hồ chúng VU dù đã ta chỉ thị cũng mức âm sẽ cắt lượng, hạt lựu. nhìn cũng rất đẹp. Riêng đối với nấm mèo, các bạn nên chọn mua loại nấm mèo hai da. Còn đèn LED chỉ Tức là thị một về thời mặt gian chúng thì ta có là sử thấy dụng LED màu bảy đậm đoạn màu và đỏ, một mặt này nhìn thì cũng rất là màu cổ điển. nhạt như thế này, màu trắng như thế này. Sau khi mua về các bạn sẽ ngâm cho phần nấm mèo này nở Hiện mềm, nay YouTube thì cắt bắt bỏ chân bản quyền nấm rất nhiều cho nên là và tôi chúng ta không sẽ dám cũng cắt là hột lựu. up những cái clip mà có nhạc.
nếu mà úp clip nhạc vào thì nó sẽ bị tắt tiếng hoặc là cấm vĩnh viễn, cho nên là chỉ dám là chiếu những cái tư liệu cũ mà thôi. Trong trường hợp các bạn muốn ăn có miếng nấm mèo rõ ràng thì chúng ta có thể cắt sợi thôi. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về đầu BO. Những cái đầu này cũng khá là đẹp ha. Thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu với size là 54. Thật ra mà nói hãng BO này cũng rất là nổi tiếng trong làng audio. Tuy nhiên là đối với lại những cái dòng video này thì họ chỉ thiết kế ra mẫu mã mà thôi. Còn việc lắp ráp linh kiện và sản xuất là được thực hiện tại Nhật. Dù sao đây cũng là một đầu rất là đẹp, thiết kế rất vintage. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều đầu video khác hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.